Hơn 300 cư dân gốc Việt ở miền Nam tiểu bang California có mặt tại buổi ra mắt tác phẩm Bức tử Việt Nam Cộng Hòa, Kissinger và 8 thủ đoạn nham hiểm của giáo sư Nguyễn Tuyến Hưng, nguyên tổng trưởng kế hoạch và phát triển của Việt Nam Cộng Hòa, kiêm phụ tá tái thiết cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ năm 1973 đến năm 1975. Buổi ra mắt sách được tổ chức ngày 5 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Westminster ở Lido, Sài Gòn. Tác phẩm 655 trang với hơn 300 trang phụ lục chi tiết những tài liệu, những kho lưu trữ, cùng các nghiên cứu về tài liệu riêng của tác giả, tài liệu giải mật và các văn thư trao đổi tối mật của hai chính phủ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng cho biết, tác phẩm đào sâu vào những sự kiện quan trọng từ các hồi ký từng được xuất bản trước đây của ông, gồm khi đồng minh tháo chạy năm 2005, tâm tư Tổng thống Thiệu năm 2010 và hồ sơ mật Dinh Độc Lập năm 1986, kết hợp với những đối chiếu, so sánh với các sự kiện lịch sử hiện tại như cuộc chiến Nga, Ukraine, quan hệ Mỹ-Trung và các biến chuyển thời sự mới nhất như khủng hoảng ở Biển Đông và căng thẳng ở Đông Nam Á. Đặc biệt, với tư cách chứng nhân lịch sử đang sống, ông nhấn mạnh cuộc họp báo của ông với truyền thông Mỹ ở khách sạn Mayflower vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, với mục đích mà ông gọi là tố cáo sự thất hứa của chính phủ Mỹ, nhưng rồi quyết định thay đổi đề tài thành cứu vớt đồng bào tị nạn thay vì viện trợ như mục đích ban đầu. Tôi họp là ngày 30 thì ngày mùng 1 báo chí đăng, xong rồi Quốc hội họp ngày mùng 8 tháng 5 thì Senator Biden là một trong tất cả các quý vị ở thượng viện bỏ phiếu chào đón người tị nạn đó, Resolution S-148. Đó là một. Cái thứ hai nữa là đến ngày 23 tháng 5 thì lại có cái đạo luật Indochina Refugee Act mà chấp nhận 455 triệu để cứu đồng bào Việt Nam. Thì thưa quý vị, tôi đã xin nói đi nói lại, xin quý vị đừng nghĩ rằng ông Nguyễn Tiến Hưng này lấy điểm. Tôi chỉ là cái loa, đây là tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là cái lời nói cuối cùng trước khi tắt thở. Tác giả cho rằng cái chết của Việt Nam Cộng Hòa không thể nào tránh khỏi. Ngay từ trang bìa của quyển sách, ông khẳng định Henry Kissinger, nguyên ngoại trưởng và là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đã đi đêm với đại sứ Liên Xô 130 lần năm 1972 mà không ai biết. Bà Jackie Bông, vợ góa của giáo sư Nguyễn Văn Bông, một chính khách Việt Nam Cộng Hòa, cho biết ông Kissinger từng xin lỗi riêng với bà về việc Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã có gặp ông Kissinger nhiều lần ở bên Việt Nam, cũng như là ở bên ngoại quốc. Khi chúng tôi có một cái buổi tiệc để đãi ông Kissinger ở bên Brazil, thì 1995, thì ông có nói là có gặp tôi và ông nhớ. Và ông có nói là I'm sorry, the US abandoned Vietnam. Đó là một lần đầu tiên mà ông chấp nhận rằng ông là betray, ông đã bỏ Việt Nam. Ông Kissinger chưa bao giờ công khai nói Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa trước công chúng. Và cũng không có tài liệu cho thấy ông công nhận điều này với bất cứ ai. Các thế hệ người Mỹ gốc Việt tiếp nối cho rằng tác phẩm của giáo sư Nguyễn Tiến Hưng là một công trình nghiên cứu có giá trị, đáng được học hỏi để tìm hiểu về dòng lịch sử của người Việt tị nạn. Thì tôi sang đây lúc 10 tuổi, 1975, thì cũng đọc sách với lại học về lịch sử của Mỹ, nhưng mà theo cái đó là theo cái perspective của người Mỹ. Nhưng mà hôm nay có giáo sư thì người ta ổng là ổng tiếp xúc với Kissinger với lại Nixon, thì mình muốn là những người cho mình, người ta nói thẳng để cho người không có bị nghĩa là ảnh hưởng về báo chí của Hoa Kỳ, thì mình muốn nghe là của người ta nói sự thật ra làm sao. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng cho biết ông sẽ có nhiều buổi nói chuyện khác về tác phẩm này sắp tới tại Hoa Kỳ trong năm nay.